Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại. Gia đình đi 12 người nhưng đã chết 8 người rồi chú ơi. Đột ngột ra đi hết như thế, ai chịu nổi đây? Ông Ngô Văn Đẩn đau đớn bên bờ biển Cửa Đại, nơi xảy ra vụ chìm cano thương tâm. Từ sáng sớm 27 tháng 2, người dân Hội An, Quảng Nam và người thân của những nạn nhân xấu số đã lập bàn thờ bên bờ biển, vọng bái vong linh những nạn nhân trong vụ lật cano vào chiều 26 tháng 2. Vụ chìm cano khiến 15 người chết, 2 người mất tích ở biển Cửa Đại đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình các nạn nhân. Cha mẹ mất con, chồng mất vợ, những đứa trẻ tội nghiệp phải rơi vào cảnh mồ côi. Hiện các đơn vị triển khai lực lượng phương tiện thiết bị tìm kiếm, ngư dân, thuyền đánh cá địa phương cũng được huy động tham gia tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại. Các đơn vị phối hợp tìm kiếm nạn nhân liên tục cập nhật tình hình nhằm thực hiện phối hợp tìm kiếm nạn nhân hiệu quả, với nỗ lực tìm thấy các nạn nhân còn lại sớm nhất có thể. Theo ghi nhận, người dân Cửa Đại Hội An vẫn tiếp tục đến bờ biển theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, giúp đỡ gia đình, người thân nạn nhân lập bàn thờ tại bãi biển cầu nguyện cho các nạn nhân. Những nén nhang được thắp lên trên chiếc bàn thờ tạm trống trải nơi cửa biển. Từng cơn gió lạnh thốc vào khiến lòng người tê buốt. Từng dòng người đến thắp nhang cầu mong linh hồn những người xấu số sớm trở về với gia đình. Đứng trên bờ ngóng chờ tin tức của cháu mình, ông Ngô Văn Đẩn, bác của em NMQ, 3 tuổi, ran rụa nước mắt trước sự mất mát quá lớn. Ông Ngô Văn Đẩn cho hay cháu Quy đi du lịch đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cùng với ba mẹ. Theo chương trình du lịch, ngày hôm nay gia đình cháu sẽ về lại Hà Nội, nhưng tai họa bất ngờ đến. Ngay khi nhận thông tin lúc 15 giờ chiều 26 tháng 2, ông Đẩn tức tốc đặt vé máy bay vào Quảng Nam ngay trong đêm. Đến 7 giờ 30 phút sáng 27 tháng 2, gia đình ông đã có mặt ở biển Cửa Đại để đón chờ những tin tức của cháu và thi thể người thân về nơi an táng. Gia đình đi 12 người nhưng đã chết 8 người rồi chú ơi. Đột ngột ra đi hết như thế, ai chịu nổi đây? Ông Đẩn đau đớn nói. Theo người nhà, hai cháu còn đang mất tích là anh em họ. Ông Thiết, chú ruột cháu Quy, cho hay, hôm qua, sau khi cano gặp nạn, thi thể mẹ cháu đã được tìm thấy. Hiện nay đang ở nhà tang lễ chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Bố cháu được cứu sống, giờ vẫn chưa tin rằng mình mất cả vợ lẫn con. Thân nhân của 8 nạn nhân xấu số cho biết thêm, gia đình đã thống nhất hỏa táng cho người nhà tại trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, ông Đẩn đem tro cốt của các con cháu về an táng ở nghĩa trang quê nhà. Nạn nhân trong vụ chìm cano bật khóc kể về tiếng kêu cứu ám ảnh. Tối 26 tháng 2, lực lượng chức năng tạm ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật cano chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 13 người chết, 4 người mất tích, một nạn nhân đang nguy kịch. Một du khách bật khóc kể lại rằng, tất cả du khách hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, đầy ám ảnh. Một chiếc cano từ đảo Cù Lao Chàm đang trên đường vào đất liền thì bị sóng đánh chìm tại vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên cano có 39 người. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, chiếc tàu gặp nạn là 13 người tử vong và 4 người mất tích thuộc công ty du lịch Phương Đông, thành phố Hội An. Đây là tàu kín chuyên dùng đi biển có sức chứa 40 người. Do loại tàu này thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được. Vị này cho hay 39 người đều mang áo phao nên khi tàu lật úp mọi người đều nổi, song những người mắc kẹt bên trong khó thoát ra được. Cũng theo ông Sơn, đoàn khách gặp nạn trên biển đến từ nhiều nơi trong cả nước. Trong số 39 người, chỉ có 2 lái tàu là người dân địa phương. Một số khách đi trên chiếc tàu này cho hay, ngày 25 tháng 2, họ vào thành phố Hội An du lịch và sáng nay di chuyển ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Trên đường về đất liền thì gặp nạn. Khi tàu rời Cù Lao Chàm, biển không có sóng lớn. Đến khi tàu vào gần cảng Cửa Đại thì bất ngờ sóng gió nổi lên đánh úp chiếc tàu. Tất cả du khách hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng kêu cứu đầy ám ảnh. Một du khách bật khóc kể lại. Cũng theo nguồn trên, bé V 14 tuổi ở Hà Nội kể, khi tàu sắp chìm, mọi người rất hoảng loạn. Lúc đó em mặc áo phao nên may mắn trôi nổi trên mặt biển. Khoảng hơn 30 phút sau đó thì em được lực lượng chức năng tiếp cận, cứu hộ đưa vào bờ. Anh Trần Quý, chú ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là một trong những người sống sót. Anh kể,
Trưa nay, anh cùng thuyền trưởng Võ Lê Sen chở đoàn khách từ Cù Lao Chàm vào cửa đại. Anh ngồi ở cuối cano để quan sát và trông chừng. Lúc gần vào đến bờ, sóng đánh mạnh khiến vỏ cano bị bể ra, nước tràn vào. Anh Quý nói lúc đó anh hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe. Anh Quý cho biết tất cả mọi người đều mặc áo phao nhưng bị mắc lại trong khoang tàu nên không thể thoát. Khi hoàn hồn, tôi vội vàng ngụp lặn trong nước để cứu được người nào hay người đó. Vớt được hơn chục người thì mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Lúc này tôi cũng đuối sức. Vụ việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp trở tay. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai cho các cơ quan, nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam ứng trực tại khu vực cửa đại. Lực lượng chức năng đã điều tàu biên phòng và tàu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với ngư dân sớm tiếp cận hiện trường để cứu người. Chiều cùng ngày, Sư đoàn Không quân 372 điều động trực thăng cùng kíp lái gồm 9 người đến hiện trường. Đến tối, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện về việc khắc phục vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm cứu nạn, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương và thăm hỏi gia đình có người tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam được yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường thủy, đồng thời làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Xót xa cảnh tìm kiếm hai bé mất tích sau vụ chìm cano, câu nói gây ám ảnh cho mọi người. Thưa quý vị, người nhà của các nạn nhân xấu số và rất đông người dân đã tập trung tại bãi cát ở bến tàu cửa đại sáng 27 tháng 2 để dõi theo công cuộc tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích. Ngày 27 tháng 2, cơ quan chức năng đã mở lại cuộc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm cano chở khách du lịch xảy ra vào 14h30 phút ngày 26 tháng 2, khiến 15 người tử vong. Sáng 27 tháng 2, hai thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, hiện chỉ còn hai nạn nhân mất tích. Hai thi thể được tìm thấy sáng 27 tháng 2 gồm em Ngô Minh Hát, sinh năm 2010, và chị Nguyễn Thị Giản Đê, sinh năm 1998, cùng quê Hà Nội. Hiện còn hai nạn nhân mất tích là hai cháu Nguyễn Minh Quy và Nguyễn Mai A, cùng sinh năm 2019, cùng quê Hà Nội. Đến trưa nay, các lực lượng triển khai hơn 300 nhân sự cùng hàng chục thiết bị tàu thuyền quần thảo vùng biển. Ai cũng mong tìm được hai cháu Nguyễn Minh Quy và Nguyễn Mai A. Đứng thắp hương trước bờ biển, hai mắt chảy dài lệ, anh Thiết, ngụ tại Hà Nội, chú ruột của cháu Quy, gọi lớn: Quy ơi, Mai A ơi, hai cháu đâu rồi, về nhà thôi. Mẹ cháu đang đợi ở nhà xác để cùng về. Anh chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy các cháu, không để các cháu phải nằm trong nước biển lạnh lẽo. Anh Thiết kể, cháu Quy của anh tuy còn nhỏ nhưng đã được cùng cha mẹ đi du lịch Quảng Nam. Anh em, bà con đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 6 người đã được tìm thấy thi thể. Còn hai cháu nhỏ vẫn chưa có tung tích. Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn, tôi như bị sét đánh ngang tai. Không ngờ đây là chuyến đi du lịch đau thương đến thế, anh Thiết gạt nước mắt kể. Lúc cano gặp nạn thì mẹ Quy không may đã mất. Hiện ở nhà tang lễ chuẩn bị được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Bố cháu được cứu sống nhưng hiện đang vô cùng suy sụp. Hiện còn Quy và người em họ là cháu Mai A vẫn đang mất tích. Riêng bé Mai A, cả cha và mẹ đã mất. Suy sụp tại hiện trường tìm kiếm, ông Ngô Văn Đẩn, chú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, cho báo Người Lao Động biết các nạn nhân chết và mất tích phần lớn là con cháu của em ruột ông và gia đình thông gia đang cùng nhau đi du lịch đầu xuân, vô cùng đau đớn. Gia đình ông đi Hội An 14 người, thì có đến 8 người bị biển cuốn đi. Lúc đi du lịch ai nấy vui vẻ mà giờ đây trở về trong quan tài lạnh lẽo. Bậc cha chú như ông chưa bao giờ trải qua nỗi đau đớn nào lớn như thế trong cuộc đời. Vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nay, nhưng vì dịch bệnh chưa đi được. Gần đây cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau, mong muốn gắn kết gia đình. Tôi tuổi cao, không đi nổi nên ở nhà. Ông Đần đau khổ nói với nguồn trên. Ông Đần vừa khóc vừa kể giây phút nhận điện thoại báo tin các con cháu mất tích trên biển. Ông gần như ngã quỵ. Ông không thể ngờ khi ra sân bay tiễn con cháu đi du lịch lại là lần gặp mặt cuối cùng. Ông Đần tâm sự thêm rằng các con cháu trong nhà ông kinh tế đều ổn định, gia đình ông phần lớn đều làm công nhân tại nhà máy cơ khí ở huyện Đông Anh nên không khó khăn, có thời gian sẽ đi du lịch để gắn bó tình cảm. Nhưng ai ngờ số phận lại trớ trêu đến thế.
người lái cano bị lật chìm, khiến 15 người tử nạn nói gì? Suốt 5 năm lái cano, tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Tôi cũng không lạ gì với vùng biển ở Cửa Đại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ông Sen nhớ lại. Đây là tai nạn không mong muốn. Ngày 27 tháng 2, chúng tôi tìm đến gặp ông Lê Sen, trú ở thành phố Hội An, thuyền trưởng của tàu gặp nạn. Trong lúc ông đang đi bộ ra cồn cát nơi chiếc cano định mệnh đã cướp đi sinh mạng của 15 người và 2 người còn mất tích. Ông Sen được cho phép ra ngoài thắp nhang cho nạn nhân trong quá trình bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trong sắc mặt chưa hoàn hồn, sau vụ việc tang thương, ông Sen chia sẻ, ông gắn với nghề biển từ năm ông lên 10 tuổi. Và suốt 5 năm nay, ông làm nghề lái cano chở khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm để chăm lo cho gia đình. Nhưng một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách du lịch giảm sút nên ông thất nghiệp. Đến khi dịch bệnh được kiểm soát, khách du lịch bắt đầu quay trở lại Cù Lao Chàm nên ông được chủ tàu Phương Đông gọi đi làm lại. Đến đầu giờ chiều định mệnh ngày 26 tháng 2, ông đón đoàn khách 39 người trở về từ Cù Lao Chàm. Khi rời đảo, tất cả người trên cano đều mang áo phao và cano chạy với vận tốc không vượt quá 50 km/h. Suốt 5 năm lái cano, tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Tôi cũng không lạ gì vùng biển ở Cửa Đại. Ngoài đó, có một cồn cát mới bồi nên thường xuyên có sóng. Phát hiện sóng ập đến, tôi đã hạ ga, nhưng con sóng ập vào mạnh, khiến cano lật úp, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi không kịp xử lý gì. Đây thực sự là tai nạn không ai mong muốn. Ông Sen nhớ lại. Ông Sen cho biết thêm, lúc cano bị lật, ông đã hoảng loạn và cứng miệng, nên không kịp hô hoán du khách là tàu đang chìm. Lát sau, khi lấy lại bình tĩnh, ông đã ngụp lặn trong sóng để cố gắng cứu những hành khách còn mắc kẹt trong cano. Bản thân ông đã kéo được 4 người ra ngoài, thì ngất xỉu và được cano khác cứu đưa vào bờ. Sau đó, nhiều cano du lịch và cano của đồn biên phòng Cửa Đại đã tới ứng cứu, tổng cộng cứu sống được 22 người. Đến ngày 27 tháng 2, ông Sen đã cùng một số người dân địa phương lội xuống biển, đi ra nơi chiếc cano định mệnh, đang đắm cách bờ khoảng 50 mét để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích và vớt lại tài sản còn sót lại trên tàu dù chúng đã nằm trong nước khá lâu và hư hỏng. Giờ tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm được 2 nạn nhân còn lại để mọi người bớt đau lòng, ông nói.